Chào các bạn, hôm nay mình làm món mì Ý cá hồi xào sốt cà chua bơ tỏi. Mời các bạn đón xem. Khi nước sôi, mình bỏ một muỗng cà phê muối vào nước. Bây giờ mình bỏ mì Ý để luộc khoảng 15 phút. Mình cần 4 tép tỏi bằm nhỏ, 1 tỏi cho nhuyễn, 1 củ hành tây sắc sợi, 1 muỗng canh caper bông của Ý ngâm chua mặn. Mình băm sơ qua để nó được nhiều hương vị. Mình cần 340g cà chua nho gắt làm đôi. Nếu không có cà chua nho thì cà chua trái vẫn được, cắt cỡ chừng một ngắt tay như vậy. Cỡ một nhắm tay thì là mình cắt ra thành sợi như vậy là được. Ngọ Ý mình cũng như vậy, mình cắt ra thành khúc như vậy, đừng nhỏ quá mà cũng đừng lớn quá. Sau 15 phút, miếng cá hồi mình không cần da thì mình có thể cắt như vậy nhẹ xuống, mình để cái dao mình đi ngược nó trên cái thớt, từ từ nó sẽ ra thành miếng như vậy, không còn da nữa. Bên này thì mình ngược lại, da mình không cần. Xong sau đó mình chỉ cần cắt như vậy, bự bự như vậy, để khi mình xào thì nó rất là đẹp mà nó không có bể. Đó, như vậy. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời các bạn vào bếp cùng mình để nấu một món mì Ý thật ngon. Trước tiên, một muỗng canh dầu ở liếc, một muỗng cà phê tỏi bằm, một muỗng cà phê caper, mình tao hơi vàng vàng, một miếng cá hồi, mình để cà vào, thêm một ít củ hành đổ lên, một ít tiêu đen, một ít ớt khô nếu các bạn thích ăn cay, nửa muỗng muối cà phê, mình chán chút xíu rượu vai trắng, cho vào một cục bơ gỡ chừng một muỗng cà phê, mình đảo nó lên, cho mì Ý vào. Ngọ Ý
cho mì ý vào tô. Mình đã hoàn thành một dĩa mì ý, cá hồi xào sốt bơ tỏi và cà chua rất ngon. Thử làm ở nhà cho gia đình ăn, món này rất là ngon.